khả năng ở bạn, con nghĩ đó là một cái ưu điểm, đó là việc hát các ca khúc quốc tế. Dạ. Dường như là nó có cái gì đó nó thuộc về mình, hoặc là bạn phải rất là thích, đúng không ạ? Thì dạ, khi mình thể hiện nó mới tốt như vậy. Dạ, thú thiệt với anh là hồi khi mới vừa biết hát á, là Thư đã thích hát nhạc quốc tế rồi. Ngày xưa là đi hát không hát nhạc Việt đâu. Nhưng như vậy thì mình rất là khó dạ cái con đường đến với khán giả. Thì bởi chính như vậy á, thì cho nên là những cái ngày đầu khi mà đi hát, Thư hát ở những phòng trà, tụ điểm, Thư hát nhạc quốc tế thì cũng ở đó thì người ta có thể chấp nhận được cái dòng nhạc đó. Nhưng mà khi mà đến, khi mà mình nghĩ là mình muốn đi theo con đường chuyên nghiệp hơn, muốn được khán giả đón nhận hơn, thì mình phải hát một cái ngôn ngữ mà đúng người rồi, ta có thể hiểu được và ngôn cảm ngữ mẹ được. đẻ. Dạ đúng rồi, chính xác. Thì đó là tiếng Việt. Thì Thư bắt đầu luyện tập nhiều hơn và đi học luyện thanh, rồi học học hát sao cho nó truyền cảm. Dạ, thì bắt đầu tham gia vào những cuộc thi sau đó. Như như vậy thì mình có chịu cái sự ảnh hưởng hay tác động từ các thần tượng âm nhạc quốc tế hay không? Dạ có. Nếu mà nói về sự tác động, sự ảnh hưởng thì đó là chắc chắn là có, là bởi vì Thư rất là thích thần tượng, phải nói là Sheryl Crow. Cô này có thể vừa hát và vừa đàn. Cho nên là Thư, nhưng mà cô này đàn bass anh ơi, còn Thư thì Thư đàn guitar. Thì cũng là với một cái hình ảnh ở trên sân khấu rất là mạnh mẽ, là vừa hát và vừa cầm cây đàn guitar, thì Thư bắt đầu là tự học guitar. Dạ, thì từ đó mới bắt đầu là sáng tác. Nghĩa là khi mà mình hiểu và mình nắm được những cái kiến thức cơ bản của cái ký xướng âm, của hợp âm, đúng không ạ? Dạ. Bắt đầu mới sáng tác. Thì chính ra cái điều mà bạn bạn mày mà bạn học guitar có ai dạy không ạ? Dạ, hồi đầu á là có đi học. Hồi đầu là có đi học nhưng mà bởi vì thời gian không cho phép, thành ra cuối cùng là mình tự học ở nhà. Và sau đó lại có được thêm một cái khả năng đó là sáng tác được. Dạ. Đúng không? Chính ra người ta nói là trong cái khó ló cái khôn. Dạ đúng Đúng rồi. không ạ? Mình lại có những cái mà anh Quang nghĩ là chính bản thân mình sẽ chưa có khai thác được hết trong con người mình đâu. Đúng không ạ? Dạ. Mỗi một thời điểm, mỗi cái khác nhau, và biết đâu sau này sẽ còn những cái nguồn năng lượng, hoặc là có những cái giống như là khoáng sản, đúng không ạ? Những cái Dạ. tài sản còn còn lẫn khuất ở đâu đó từ từ sẽ thể hiện Dạ ra. đúng rồi. Và chắc chắn thì Minh Thư sẽ mang những cái sáng tạo của mình dành cho các khán giả. Một cái điều nữa, khi mà bạn đi hát và những cái thời gian đầu như bạn nói á, bạn yêu rock, bạn lại lựa chọn phong cách rock đối với một cô gái rất là nữ tính như bạn, đúng không ạ? Trong khi con nghĩ là rock thì cần một gì đó nó hơi hoang dại, hoặc là hơi hơi quậy phá một tí. Chắc là anh Khoa thấy Thư mặc đồ dày đúng không? Cho nên nghĩ là Thư nữ tính. Mà thật ra thì nói về phong cách nhạc rock của Thư á, thì hồi xưa tính Thư giống con trai lắm anh Khoa ơi. Nghĩa là có cá tính đúng không ạ? Thật ra thì mình hồi nhỏ thì mình rất là hiếu động. Cho đến đến khi mà mình bắt đầu mình biết hát là mình cũng mang trong mình cái tính cách cũng khá là năng động và cá tính. Cho nên là quyết định là chọn dòng nhạc rock. Thì sau này khi mà mình lớn hơn tí xíu thì mình cũng bắt đầu phát hiện ra trong bản thân mình cũng có một chút gì nữ tính. Cho nên là mình cũng đi theo mình phát triển cái hướng đó luôn. Bây giờ thì phong cách của Thư đa dạng lắm. Có thể là ngày hôm nay quý vị khán giả sẽ thấy Thư đứng trên sân khấu hát nhạc rock rất là quằn quại, mặc đồ rất là cá tính Sẽ ha. phù hợp với Dạ. cái dòng nhạc đó đúng không Nhưng ạ? mà ngày hôm sau có thể là thấy như là hôm nay nè, là thấy Thư mặc một bộ Bất đồ ngờ rất quá. Dịu dàng đúng không ạ? dạ. Và rất là đầm thắm nữa. Cho nên khi mà tôi nói về rock, anh Khoa hơi hơi buồn cười một tí. Dạ. Thật ra là không biết là cái chất giọng của bạn thì sẽ hợp với một số ca khúc theo cái chất rock đúng không ạ? Thật ra thì là tại vì Thư có cảm nhận được là rock hoặc là những cái âm nhạc thì khi mà đứng ở trên sân khấu thì đó chỉ mang tính chất biểu diễn thôi. Mà trên sân khấu thì là mình có thể hóa thân vào bất cứ một cái cá tính, một cái nhân vật nào phù Bất hợp với cứ nội dung của ca của khúc. cái ca khúc Dạ mình biểu đúng diễn rồi. đúng không ạ? Con đường đi của bạn, bên cạnh việc bây giờ các khán giả biết được đến một ca sĩ Minh Thư có khả năng sáng tác, là một nhạc sĩ rồi, điện ảnh thì bạn bạn nói là bạn vẫn Đang đang tìm, chờ. đang Dạ. chờ đúng không ạ? Thế thì những cái khoảng thời gian còn lại dành cho bản thân mình, nếu một ngày không phải đi biểu diễn hoặc là không phải lo những công việc về về chuyên môn. Dạ thường thì một ngày
không có chương trình ca hát hoặc là chuyên môn tập trung chuyên môn lắm thì Thư thích ở nhà cùng với gia đình, được ăn những món mà mẹ nấu, được chơi với lại hai cô em gái của mình. Bởi vì hai cô em gái của Thư thì cách Thư hơi xa. Một bé thì là cách đến 9 năm, một bé bé cách đến 15 năm. Dạ, cho nên là mặc dù là người ta nhìn vô á thì sẽ thấy là cái khoảng cách đó khá xa, nhưng mà không hiểu tại sao mà chị em của Thư thì nói chuyện cũng rất là gần gũi với nhau. Cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình Thư rất là quan trọng và quan tâm đến nó. Thư muốn ngoài công việc của mình ra thì là gia đình của mình cũng được có những cái kết nối Công nghệ thân mật. Dạ. trong âm nhạc thì có những cái khoảng thời gian khác nhau của sự nổi lên của một cái đời sống âm nhạc, một cái trào lưu riêng nào đó. Thì bản thân nếu chúng ta nói đến trào lưu thì có lúc sẽ thịnh và có lúc cũng sẽ thoái trào. Dạ. Thế thì một người sáng tác và cả một người biểu diễn như bạn từ các dòng nhạc khác nhau như rock, như pop, ballad, như là slow rock vân vân, Dạ. thì bạn bạn cô giờ nghĩ những cái đó nó tạo thành một cái áp lực đối với mình hay không? Nếu mà sáng tác riêng cho bản thân Thư thì Thư không có cảm thấy áp lực gì hết, bởi vì Thư biết mình thích gì, mình muốn hát những cái gì. Còn riêng đối với là mình hát cho khán giả nghe hoặc là hát sáng tác cho những cái khách hàng của mình Những cho cái những đơn cái đặt hàng đúng không ạ? đối tác của Hết mình sức trời ơi, đặt. thì mình cũng phải theo yêu cầu của họ nữa và cũng cân nhắc là làm thế nào để cho phù hợp với lại cái trào lưu hiện đại của âm nhạc để có thể là khán giả đón nhận những cái ca khúc của mình, những sản phẩm của mình nó dễ dàng hơn, nó không có cái khoảng cách quá xa. Dạ. Bạn vừa nhắc đến MTV thì với một giải thưởng đang được vận động Dạ. để các ca sĩ Việt Nam có thể tham gia những cái ca khúc mà mình yêu thích và sau đó lựa chọn để mà quay video clip để khán Dạ. giả xem và bình chọn, đúng không Dạ, ạ? Một cái dạ. format có nghĩa cũng giống như MTV, Trên format ở thế các nước giới. khác Dạ. và cả MTV của thế giới nữa. Dạ. Thế thì thì chọn ca khúc nào để tham gia cho MTV? Có một ca khúc mới trong album của Thư đang làm á thì Tên gì ạ? tên là Why. Ca khúc Why? này ban đầu là viết tiếng Anh nhưng mà bởi vì tham gia chương trình MTV Nhạc Việt cho nên là Thư dịch lại tiếng Việt. Thì Thư chọn ca khúc này làm, nó mang một cái giai điệu rất là nhẹ nhàng thôi, nó khác hẳn với là những cái hình ảnh và những cái phong cách nhạc từ trước đến Trước kia giờ của thế Thư. giới. Ca khúc này mang một chút giai điệu của country. Dạ. Nó cũng hơi xu hướng một tí xíu. Thế thì trong cái album mới mà bạn đang ấp ủ để mau chóng đưa đến cho các khán giả, có bao nhiêu ca khúc từ sáng tác nhưng mà bằng